Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh. Hôm trước mình có video về cái nhìn toàn cảnh cái khu vực trưng bày những cái cây cảnh nghệ thuật cơ đại. Thì mình nhận thấy có một cái tác phẩm luôn thu hút được rất đông những người tham quan, dù nó nằm ở phía dưới chứ không nằm ở vị trí danh dự. Đó là một cái tác phẩm có hình dáng cổng làng. Và cái vẻ cái hình dáng nó khá là giản dị, gần gũi, cho nên là luôn thu hút được rất nhiều khách tham quan. Ai đi qua cũng phải trầm trồ về cái ý tưởng rất là hay của cái tác phẩm này. Ở đây có hai cái thân của cây xanh nằm ở hai bên trụ cổng. Tuy nhiên thì cái phần ngọn của cây thì lại hợp là một. Đây, các bạn có thể thấy nó được hai cái ngọn đã gắn kết là một rồi. Còn hai bên trụ cổng thì cái phần thân của nó đi luồn ở bên trong thì nó đang phá dần cái lớp vỏ rồi. Cái vẻ cổ kính rêu mốc của cái cổng làng này thì đã thu hút được rất nhiều người xem. Nó gần như là mô phỏng một cái cổng làng ở ngoài đời thực, với gạch đỏ và vẻ rêu phong. Luôn có rất nhiều người đi qua đã phải dừng lại để chiêm ngưỡng cái tác phẩm này. Đây là tác phẩm của nhà vườn Hùng Siếc. Một nghệ nhân cũng khá nổi tiếng trong giới chơi cây với rất nhiều những cái tác phẩm kinh điển. Có nhiều người nói rằng trong giới chơi cây thì những ý tưởng về kỳ đá thì có lẽ Hùng Siếc là số 1. Tác phẩm này như là mới được đặt vào một cái chậu mới, cái chậu vẫn còn mới toanh. Tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm một số tác phẩm các khu vực khác. Ở đây có một cây ruối rất là quái. Một cây mai chiếu thủy, lao mai. Cây này mà vào mùa hoa của nó thì phải nói là như tuyết rơi mùa hè luôn. Hai cây mai chiếu thủy, một cây lá trung, một cây lá lớn.
Mình lướt hai cái này tí nào sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn. Bên đây con cây nữa, nó có cái chậu hơi khủng. Cái chậu hơi to. Triển lãm sẽ còn diễn ra đến ngày 27 tháng 10. Như vậy là triển lãm này kéo dài khoảng 10 ngày. Cũng phải thôi, bởi vì cái quy mô của triển lãm này khá lớn. Thế cho nên là nó cái thời gian trưng bày nó nhiều hơn một chút để có thể là thu hút được nhiều người tham quan, với lại để nhiều người có điều kiện sắp xếp cái thời gian của mình đến với cái triển lãm này. Ngoài trưng bày các cái cảnh nghệ thuật thì còn có những cái gian hàng đồ gỗ rồi đá quý ở ngoài kia nữa. Chứ nếu tổ chức một thời gian ngắn thì rất là khá là lãng phí và có thể gian hàng ở đây không đạt được kết quả như mong muốn. Nói chung là rất đông khách tham quan và đây thực sự là một cái ngày hội của những người yêu cây miền Bắc này. Đó là cái quy mô ở đây, một trong những cái triển lãm mình thấy lớn nhất từ trước đến nay. Cây này đẹp quá. Xì. Nhưng có phải búp đỏ không? Chưa ra búp. Nói là triển lãm này có rất nhiều cái tác phẩm đặc biệt. Vâng.